Xe buýt 2 tầng Việt Nam Sightseeing và tuyến xe buýt Hạ Long City Tour được đưa vào phục vụ du khách tại thành phố Hạ Long từ giữa năm 2019. Tính đến nay, đây vẫn là tuyến xe buýt ngắm cảnh duy nhất tại Hạ Long. Xe được thiết kế 2 tầng với trên 60 chỗ ngồi, trong đó khu vực tầng 2 có 45 chỗ. Xe sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu GPS, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, thân thiện với môi trường. Trên xe còn được trang bị Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, màn hình, camera quan sát, tai nghe và thuyết minh tự động với các điểm dừng bằng nhiều thứ tiếng, phục vụ du khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Không chỉ vịnh Hạ Long mà thành phố Hạ Long cũng rất đẹp, mọi người ở đây ai cũng thân thiện và dễ mến. Lộ trình tuyến chạy dọc ven biển giúp hành khách ngắm toàn bộ phong cảnh khu vực Hạ Long. Xe đi qua những điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng, những công trình của thành phố Hạ Long như công viên giải trí Sun World, cầu Bãi Cháy, khu di tích núi Bài Thơ, cụm công trình thư viện, bảo tàng và quảng trường, đường bao biển, bãi tắm Hòn Gai. Xe chạy nhiều khung giờ, tuy nhiên thời gian đông khách nhất là buổi chiều và buổi tối khi hoàng hôn và khi thành phố lên đèn. Vào thời điểm này, du khách sẽ được cảm nhận một vẻ đẹp riêng có của Hạ Long. Mùa hè là thời gian hoạt động cao điểm của dịch vụ xe buýt 2 tầng. Không chỉ hấp dẫn du khách quốc tế mà sản phẩm này còn thu hút với du khách trong và ngoài tỉnh. Trên cao mình có thể ngắm thành phố ở một góc nhìn khác, và ngồi trên xe có nhạc nghe nữa thì mình lại cảm nhận được và cảm thấy nó yên tĩnh hơn, không có bị quá là xô bồ và thấy cảm nhận được một cái cảnh đẹp theo góc nhìn khác. Cảm giác nó khó tả lắm, và với một cái cảnh đẹp vậy nè, không có thể nào diễn tả được, nó tuyệt vời lắm. Thứ nhất là cái nguồn khách về cái người dân bản địa địa phương. Đấy, thứ hai nữa là cái dòng khách nội địa từ tháng 9 năm ngoái đến thời điểm này thì cái dòng khách chủ yếu là các cái dòng khách Hàn, một số là khách Trung Quốc. Và đặc biệt là trong cái dịp cuối năm vừa rồi thì chúng tôi cũng là tham gia đón cái lượng khách tàu biển vào trong cảng quốc tế của Sun. Đây là những cái dòng khách Âu mà họ cũng rất là thích cái sản phẩm của mình. Hiện nay, dịch vụ xe buýt 2 tầng mới được triển khai tại các thành phố và trung tâm du lịch lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Huế và Hạ Long. Theo kế hoạch, năm 2025, Ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam sẽ đưa vào chạy thử dịch vụ ngắm cảnh ven bờ tại thành phố Hạ Long từ tàu, hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo và khác biệt cho du khách khi đến với Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.